Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh nhà phụ tùng riêng xe cốc. Đây, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con xe Mobilet 2 thì. Một con xe được dọn ngói 100% và nhìn rất là đẹp luôn. Đây là một con xe cũ, dọn lên từ một con xe cũ các bạn. Những bộ phận được giữ lại là gồm cái sườn, bình xăng to cộng với cục máy giữ lại, sau đó thì được dọn lại full đồ mới hết, như là bánh, câm niền, đèn, đi đông, tay, máy, yên, lốp, vỏ, ga gì đó, những cái gì hư là dục hết, thay đồ mới vô các bạn đó. Thì bản thân cái con xe này nguyên bản nó là hình thù nó giống vậy, chỉ có nó cũ thôi, rồi bên mình làm mới lại chứ không có thêm bớt bất kỳ một chi tiết nào các bạn. Đây có thêm cái chi tiết này nè, đó, cái cò heo, thêm chi tiết đó thôi, còn lại nguyên bản là nó y xì như vậy. Thì bình thường nó sẽ có một màu các bạn, nó có một màu, nhưng mà mình làm đặc biệt làm bên màu đen, bên màu trắng đó. Giống như là khi các bạn chạy ngang qua nhà người ta đó, các bạn chạy ngang qua nhà người ta thì người ta sẽ thấy bạn đang đi một con màu đen, chạy cái dèo qua, xong 10 phút sau các bạn chạy về, người ta thấy các bạn đi con màu trắng đó. Nói thằng này, ủa thằng ấy nó chạy vô chứ màu đen, bây giờ nó chạy lại chứ màu trắng, full màu trắng nguyên bên luôn rồi đó, full bên luôn nha, nên nó mới đọc. Nếu anh em nào thích một màu giống như là đen trắng hay xanh hay đỏ gì đó thì anh em có thể đặt, bên mình sẽ làm lại theo màu theo ý của các bạn nha. Lưu ý là dòng Mobilet nó có hai dòng các bạn, một dòng đèn vuông là anh em thấy là đèn vuông nè đó, dòng đèn tròn, cái đèn nó tròn phía trước, các bạn nhìn nó na ná nhưng thật sự là nó khác các bạn. Nó có Mobilet 2 đũa, 3 đũa, AV45, AV85, nó nhiều loại các bạn. Thì cái dòng này là cái dòng mắc tiền nhất nha các bạn, giống mắc tiền nhất, đèn vô. Đó, đèn vô, mắc tiền nhất. Thì anh em thích cái kiểu nào, bên mình sẽ dọn theo kiểu đó cho các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ review chi tiết cho anh em nha. Trước khi chúng ta đi lăng ngoan, hồi nãy giờ đi giới thiệu xe, bây giờ mình sẽ nổ máy nha. Chút nữa mình sẽ chạy thử cho các bạn. Con này chỉ cần đạp cái nổ, hai thì nó dễ nổ lắm mà. Đó, đạp cái này. Nó rất là dễ nổ mà. Chạy nhầm luôn coi. Còn nóng máu. Còn mà đâu cần đó các bạn. Rính là chạy thôi các bạn. Các bạn rính là chạy thôi. Rồi, còi đây. Còi đây các bạn. Nó chỉ có nhiêu đó thôi, không có gì hơn. Ok, bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cho em coi, anh em coi nha. Cặp bao tay, cái này bên mình gia công. Xe khi mà hết hàng anh em đặt thì nó sẽ tầm khoảng 1 tháng đô lại các bạn, từ 20 ngày cho tới 1 tháng thì mình sẽ hẹn các bạn 1 tháng mới có nha. Ví dụ khi xe hết hàng anh em đặt một chiếc giống vậy thì 1 tháng mới có nha các bạn. Đây, sơn hai bên các bạn. Sơn hai bên nha. Đèn pha. Đây in Pháp. Mobilet là của Pháp mà. Rất là đẹp. Những cái đường chỉ này mình sơn bằng tay hết các bạn. Chạy chỉ sơn bằng tay, phải dán sơn bằng tay nha. Đó, phải chạy nước sơn. Rất là cực nha các bạn. Đây là giống như cái biển số vậy đó, làm giống như cái biển số nha nè. Chạy nè. Đó, chạy trắng bên đen trước xong mới chạy cái chỉ sau. Ngay cả con ốc bên mình cũng sơn một bên đen bên trắng luôn nha. Đó. Rất là đẹp nè. Đầm nè, nguyên full cái đầm. Đó, đầm mới nè. Đó, đầm mới nha. Rồi, đó, rộng mới nè. Phuộc nè, phuộc mới nè. Đó, nguyên cái phuộc mới luôn, cầm mới, niềng mới luôn nè các bạn. Rồi, lốp mới. Ruột mới đó. Rồi cái bẩn này mình sẽ gò lại các bạn, làm gò một cái bẩn mới hoàn toàn các bạn. Logo mới đó. Cục máy thì mình sẽ thay cái bên ngoài, sẽ thay lại làm lồng kiến lại nguyên cái cục hơi này là mới luôn anh em. Giữ cái cốt đũa zin theo xe nè, giữ cốt đũa zin
Fury thay mới bộ, thay mới hoàn toàn. Nghe bộ mâm nồi bên này thay nguyên bộ mâm nồi mới vô luôn, dĩa mới, giò đã, những chân số mới. Sơn bên mình làm rất kỹ nha các bạn. Đó, rất là đẹp và rất láng. Làm y chang như nguyên bản, phục hồi giống như nguyên bản các bạn. Dán thêm cọng dây màu đồng vô. Đó, cọng dây dán thêm bảo vệ khỏi trại được sườn. Đó, ốc. Đấy, ốc. Thông thường những con ốc này khi mình dặn sẽ ốc bình thường. Ở đây mình làm theo kiểu nguyên bản luôn là bắt buộc là mình phải đi tiện. Còn những con ốc này là phải tiện các bạn. Tiện theo cái kiểu zin này nè. Đó, ốc zin nó phải, chứ bình thường chúng ta dặn con ốc như thế này thì nó nhanh. Đó, nhưng nó không đúng theo kiểu. Mình cho zin là mình phải dọn lại. Tiện lại các bạn. Đây, mô bê lét. Những cái hàng này thì nó có sẵn rồi. Anh em hỏi là những cái xe này nó hư thì chúng ta có độ sửa hay không? Có nha các bạn, tất cả những xe đây linh kiện bên mình có cung cấp cho các bạn nha. Mình không bán lẻ linh kiện của con xe này, nhưng mà nếu mình bán xe các bạn mà xe các bạn có vấn đề gì, ví dụ như cái yên này bị rách, mình có yên khác các bạn. Ví dụ cái này bị gãy, có cái này khác cho các bạn. Tức là toàn bộ linh kiện trên xe mình có bán, bán giống như dạng bảo hành vậy đó. Bán theo dạng bảo hành thì có, còn bán lẻ để lấy tiền thì không bán các bạn. Bán lẻ để lấy tiền không bán nha. Nhưng mà xe mình chỉ bán cho những người mình bán xe thôi. Còn những người mình không bán xe, mình không bán linh kiện. Ví dụ mình bán xe cho bạn, cái nút này bị người ta ăn trộm mất thì mình có cái khác bán cho các bạn thay thế. Nhưng nếu ngược, các bạn không mua xe của mình mà các bạn nói anh ơi bán cho em cái này, là bên mình không bán. Đó, bạn hiểu ý rồi. Mình chỉ bán cho những người mua xe của mình thôi. Giống như là mình bảo hành vậy đó, chế độ bảo hành vậy đó. Còn khách ở ngoài mua là mình không bán nha các bạn. Đấy, nắp xăng này, nắp zin luôn này. Spot. Đây là cái nút giống như nút E, nút khóa xăng anh em. Đấy, ba ga thì nắp. Ba ga nóc sơn rất là đẹp nha các bạn. Hai cái túi da bên mình làm rất là kỹ nè. Đó, dập luôn cả logo Moto. Moto Bican luôn các bạn. Đó, dập theo cái tên của cái xe này. Đó, xe là Moto Bican, mình dập theo Moto Bican. Đó, làm theo nguyên bản chứ không phải đơn giản là chúng ta mua. Đó, chúng ta mua nãy giờ chúng ta làm cái túi không, mà làm nó phải giống y chang như nguyên bản luôn nha. Tất cả mọi chi tiết nó giống nguyên bản, gắt chân. Đó, gắt chân nhông xanh dĩa. Nhông xanh dĩa đồng. Nhìn rất là đẹp luôn. Nhông xanh dĩa đồng. Liền. Đó. Bên đây là thắng nè. Bên kia là liếp, bên thắng bên liếp. Đây là rất chân. Bên này là để căng xích. Cái đây dùng có tác dụng để căng xích. Xích không có bị căng. Không có bị căng xích, không cần phải chỉnh tăng. Này nó có cái là sọ đó đằng hồi. Cái này mấy anh em mà đổ xe, xe độ là hay gắn cái này các bạn. Để khỏi tăng xích đó. Rất là đẹp nha. Chống phao luôn. Làm rất là kỹ, làm bằng tay. Ở đây có để một cái đồ bơm xe này. Này là đồ bơm kiểu thôi, không có bơm được, nhưng mà nguyên bản là nó dắt cái đồ bơm đây các bạn. Đó là mình sẽ gắn thêm cái đồ bơm đây cho nó giống theo nguyên bản. Đấy, đùm xe rồi. Giò dĩa mà này qua lăng nguyên một cây bồ mới. Đó, nguyên một cây bồ mới. Do gì vậy nè, hoa lăng này. Ốc, bên đây con ốc đồng. Ốc đồng tiền. Rất là đẹp nha. Lắng o. Bên đây tay thắng, hai bên đều tay thắng, không có tay côn nha. Có thắng trước, có thắng sau. Cái này thắng, cái này thắng sau. Cái này thắng trước. Cái thắng sau à, cái này thắng trước nè. Đó, bên đây thắng trước nha. Còn bên đây thắng sau. Đó, rồi một em rất là đẹp, hai màu. Thì anh em nào có nhu cầu chúng ta liên hệ trực tiếp với mình để ẩm em nó về. Còn những em nào ở Sài Gòn chúng ta sẽ qua trực tiếp bên shop để coi trực tiếp xe, chúng ta sẽ chạy thử. Còn ở xa thì chúng ta sẽ chuyển cọc, sau đó sẽ có dịch vụ giao tận nhà cho các bạn.
Trước khi chuyển thì bên mình sẽ bao bọc kỹ cho các bạn nha. Trước khi chuyển mình sẽ bao bọc kỹ để tránh trầy xước. Rất là đẹp. Rồi, một con xe độc lạ, hai màu, độc nhất vô nhị luôn, dành cho anh em nào thích xe cổ.